Alo anh em nha. Tối nay mình lên cho anh em bộ đồ nồng quay thái 110 đời 99 nha anh em. Tình trạng là nguyên zin S Tanda cực đẹp. Bộ này mình bán cho anh em giá là 3.8 triệu nha anh em. Đó. 3.8 triệu cho bộ này. Đúng quay thái 110 đời 99 nha anh em. Nè, lồng chữa nhỏ ha. Nắp xúc bắp số 8 nè. Đó. Nguyên zin cực đẹp. Đây. Bích tông ha. Đẹp. Mình bao với anh em là bao nguyên zin, bao xài, bao không khói ha. Đó, anh em về lên xe là chạy ngay. 3.8 triệu thôi. Nồng nè. Rất là đẹp luôn. Mặt võng là bao đẹp ha. Con này quay thái đời MD 99 nhưng mà đầu là e mã ET6 nha anh em. Rất là đẹp. Full cam cò đầy đủ hết. Anh em về cứ ráp vô xe là chạy. Bao xài, bao im, bao không khói, bao đủ thứ. Đúng đầu nằm của quay thái 110 nha anh em. Cần xài thì alo em nha. Đây. Đầu nằm quay thái nè. Nắp bông mai nè. Cam cò nè. Dàn ươm. Rồi, cần xài alo em nha. Bộ này chỉ có 3.8 triệu thôi. Mấy bộ này mà khoảng 1-2 năm về trước rồi nó giá 4 đồng mấy không nha anh em, chứ không có giá 3 đồng mấy như thời điểm hiện tại hôm nay đâu. Giá rất là tốt.